Tình yêu sẽ không bao giờ có thể thiếu đi được những nụ hôn bởi đây là hành động vô cùng ngọt ngào để các cặp đôi thể hiện tình cảm với nhau. Thế nhưng chính nụ hôn của một người bạn trai lại vô tình khiến cho một cô gái ở thành phố Montreal của Canada tử vong. Cô gái 20 tuổi Miriam sau khi tham dự một bữa tiệc đã trở về nhà người bạn trai. Tại đây anh chàng đã tự làm một chiếc bánh sandwich bơ lạc để thưởng thức. Cả hai sau đó trao cho nhau một nụ hôn ngọt ngào trước khi đi ngủ, nhưng chỉ một lát sau thì Miriam bắt đầu trở nên khó thở. Do không có EpiPen là một loại thuốc cấp cứu đặc biệt nên tình trạng của Miriam đã xấu đi rất nhanh. Cô gái trẻ sau đó thắc mắc có phải bạn trai vừa ăn lạc hay không và câu trả lời là có thì cô lập tức yêu cầu anh gọi xe cấp cứu. 8 phút sau có nhân viên y tế có mặt tại nhà chàng trai nhưng mà Miriam đã rơi vào tình trạng thái tim ngừng đập ngay trên xe cấp cứu. Đã cố gắng hết sức nhưng mà các bác sĩ thì cũng không thể cứu được Miriam và cô gái trẻ đã được xác định là thiếu oxy lên não và qua đời ngay đêm hôm đó. Vâng, dị ứng đậu phộng thì xảy ra khi mà hệ thống miễn dịch xác định nhầm protein từ đậu phộng là một cái gì đó có hại cho cơ thể Và khi đã có tiếp xúc trực tiếp hoặc là gián tiếp với đậu phộng thì hệ thống miễn dịch sẽ phát hành ngay một hóa chất để gây triệu chứng vào máu Và đối với một số người thì có thể là chỉ là ngứa, buồn nôn Nhưng với một số người khác thì thậm chí có một chỉ cần một lượng nhỏ đậu phụ Đậu phộng thì có thể gây ra một phản ứng nghiêm trọng, thậm chí có thể tử vong như là cô gái Mariam xấu xấu vừa rồi. Vâng mà tôi được biết trên thế giới có một tỷ lệ không nhỏ những cái người mà mắc cái chứng dị ứng với đậu phộng. Và hay đó có thể nghĩ là chúng ta chết vì một ít đậu phộng hay là một nụ hôn là một điều rất là kỳ lạ. Tuy nhiên thì trên thực tế đã có nhiều cái chết rất đau lòng vì những nguyên nhân không ai ngờ tới. Năm 2014 thì một bé trai tên là Kaiden người Anh sinh non ở 5 tuần và về nhà khỏe mạnh, không lâu sau thì cậu bé đã phải đến cấp cứu tại bệnh viện vì không chịu bú, da thì chuyển sang xanh ngắt và cứ lạ dần đi. Sau 6 tuần tích cực hỗ trợ sự sống thì các bác sĩ vẫn không thể cứu được em bé này. Nguyên nhân cái chết được xác định là do các cơ quan nội tạng của bé đã bị tấn công bởi một loại virus gây bệnh lở miệng à, mụn rộp. Chúng ta được biết loại virus này là herpes và đau lòng là loại virus này lại xuất phát từ những nụ hôn của người bố và anh đã quá yêu thương đứa con trai của mình mà vô tình lây nhiễm cho con loại virus chết người này. Và sau sự việc này thì người cha đã vô cùng ân hận và tự trách mình.